Dạ vâng, hôm nay shop lại đang ghép một cái bộ của Nhật nhé, loa thì của Anh. Và âm ly này là con Sansui này, con Sansui AUX507XR, công suất của nó 160W, nhưng mà nó rất là tiếng, có rất là ấm và mạnh, bass test của nó. Em đang ghép với cả đôi loa Infinity nhé. Con này thì là book sale. Vâng, và đồng thời là ghép luôn cả con đây là con đĩa than đờ lông 3.000 để cho anh em xem. Vâng ạ. Tất cả những cái dòng này thì anh em cứ muốn biết được thông số này và những cái hình ảnh trung thực này và những clip thì nhắn cho bên shop ở bên Zalo để gửi ảnh và những cái thông số cho anh em nhé. Giờ thì mời cả nhà. Sau đó thì đây ạ, em đã đấu dây sẵn đằng sau nhé. Và cả nhà nhấc cái cơ này vào ạ. Đó. Và gạt cái này xuống á, từ từ xuống đây. Đó. Và ấn play này. Ấn 33, cái này nó đang đĩa này đang chạy 33. Vâng. Bây giờ
âm thanh nho nhỏ như thế này thì vừa chơi được tất cả các cổng này, dạ vâng, nghe trong phòng này, ngủ này, phòng chung cư này, phòng làm việc này, tất cả những cái này rất là hay. Và đồng thời âm ly của nó thì ghép được những cái cổng polo như những cái đầu đĩa than như thế này cả nhà nhé. Dạ vâng. Cái đồ như thế này thì cứ nhắn bên Zalo để shop gửi ảnh và thông số và từng cái chi tiết gửi cho anh em nhé. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hãy tạm theo dõi hai cơ sở của ông Thanh Khánh Hằng Hà Nội nhé. Vâng ạ.